Quý vị quan khách, quý thầy cô giáo cùng các em học sinh thân mến, 10 năm trôi qua thật nhanh, ngỡ như là một thoáng, nhưng đó lại là một thoáng ở nhân gian, nơi những kỷ niệm đẹp hóa thành miên vĩnh. Và ngôi trường chuyên với tầm vóc lớn mang tên Bậc Minh Quân ấy đã và đang nỗ lực hết mình, đang vững vàng đi lên để thực hiện sứ mệnh đào tạo hiện tại. Và trong niềm tự hào ấy, sau đây kính mời quý thầy trong ban giám hiệu tiến lên sân khấu để cùng thầy cô và học sinh toàn trường hát vang hành khúc Lê Thánh Tông khúc ca tự hào, sáng tác lời thầy giáo Lê Thành Vinh, hiệu trưởng nhà trường, nhạc Cao Tâm. Thầy cô dạy ta con lớn lên.
trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Thánh Tông đến giờ phút này đã thành công tốt đẹp. Ban tổ chức chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý vị đại biểu lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và lãnh đạo các địa phương. Xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo qua các thời kỳ. Xin cảm ơn quý đại biểu của các đơn vị giáo dục, quý công ty, các nhà hảo tâm, các bậc cha mẹ học sinh. Xin cảm ơn các cơ quan báo đài, công ty Nhiên Media. Xin cảm ơn nhạc sĩ Cao Tâm, biên đạo múa Thanh Phong thuộc trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng đã dàn dựng chương trình nghệ thuật Lê Thánh Tông rực rỡ 10 mùa hoa